Buổi họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 29 tháng 1 có đầy đủ sự tham dự của các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam. Ngay sau thành công vang dội ở đấu trường châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hướng đến những mục tiêu mới. Tôi đã bàn đầy đủ với VFF để có thể đưa ra kế hoạch chi tiết. Trước mắt thì tháng 3 đội tuyển quốc gia sẽ phải tập trung để chuẩn bị cho cái trận đấu đối với Jordan ở trên sân khách của Jordan. Riêng đội tuyển ASEAN thì hiện nay trên chúng tôi biết thì ở đó đó là quy định là các cầu thủ dưới 23 tuổi có thể và cộng thêm các 3 cầu thủ là trên 23 tuổi, và theo tôi biết thì hiện nay danh sách yêu cầu có 18 người. Ngoài ra thì chúng tôi đang chuẩn bị khá chi tiết các cầu thủ khác cho cái vòng chung kết này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.